cỏ thì chết đi, còn mì thì bắt đầu lên. Như vậy là mình đã đỡ được cái công làm cỏ đầu tiên, cực kỳ là quan trọng nhá các bác nhá. Nếu các bác không biết dùng cái loại thuốc gì để diệt tận gốc thì các bác sẽ thấy rằng là cái cỏ bồ đội này nó sẽ mọc lại này. Đấy, nếu các bác sẽ dùng cái loại yếu nhá, loại yếu thì các bác sẽ thấy cái cỏ bồ đội nó mọc lại. Nhưng mà em đây đã dùng cái công lực này thì quá mạnh rồi, đúng không ạ? Quá mạnh nên là các bác thấy là chết tận gốc này. Đấy, đen gốc, chết tận gốc luôn. Vâng, và đây là cái đám mì của nhà em rất là sạch sẽ. Mình chỉ còn chờ thời gian 5 đến 10 ngày nữa là chúng ta đi, nó khi mà cái mì nó lên đều này, chúng ta sẽ đi phun thuốc bổ, bỏ phân cho nó là xong. Vâng, dịch vụ nông nghiệp 4.0 Trần Văn Hảo xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Ngày hôm nay là trồng mì xong các bạn nhé, mới trồng mì xong ngày hôm qua và hôm nay Trần Văn Hảo đi xịt thuốc các bạn nhé. Bao nhiêu con số các bác mà muốn quan tâm đến cái trồng mì xong thì mình dùng thuốc gì, xịt thuốc gì để cho nó hiệu quả, nó cỏ nó chết lâu thì mời các bác xem video này các bác nhé. Đây, ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác pha thuốc và lựa chọn thuốc sao cho hiệu quả nhất. Ok, và chúng ta cùng vào video các bác nhá. Đây các bác nhá, đây là công nghệ gọi là tiên tiến nhất hiện nay, đó là mình dùng cái máy đây để mình bơm. Tỷ lệ pha thì nó cứ theo quy định thôi các bác nhá. Còn lựa chọn thuốc thì đây các bác nhá. Đây, lựa chọn thuốc thì em sẽ giới thiệu với các bác là cái dòng này. Đấy, cái dòng này khúc ca diệt cỏ ba tát 200 SL. Các bác nhớ là mua là phải có tem chống hàng giả các bác nhá, chống hàng giả hàng nhái. Đấy, và các bác phải để ý này. Đấy, em quay chi tiết cho các bác xem kỹ nhá. Chai rất là xinh xắn luôn các bác ạ, màu trắng rất là đẹp, có tên là vua khai hoang nữa. Vâng, thành phần của nó thì đây các bác nhá, liều lượng thì đây cứ 150 đến 200 ml trên 20 lít nước. Đấy, vậy thì cái bồn này là 500 lít thì các bác cứ vậy nhân lên là chia thành là được các bác nhá. Đấy, đấy, đây gọi là thành phần cỏ già các bác nhá, cái cỏ mà nó đã mọc rồi. Đấy, cỏ nó đã mọc rồi, hôm qua thì em trồng thì hiện tại là cỏ đã mọc rồi đây. Đấy, cái xanh xanh kia là cái cỏ mọc rồi các bác nhá. Còn cái cỏ mà chưa mọc rồi ấy là mình sẽ dùng cái gì thì báo cáo với các bác là mình sẽ dùng cái đây này. Hôm nay thì em sẽ test thử cho các bác xem là cái thành phần thuốc nhá. Thuốc đấy, cũng là chai trắng luôn, em hợp với màu trắng các bạn. Chai Psycho 3 500 EC, nó sẽ diệt trừ được cái cà cỏ lá rộng, lá rộng và lá hẹp trên cây trồng cạn các bác nhá. Đấy, cái này thì rất là ok ở cái chỗ là gì, thành phần thuốc thì xuất xứ từ Hungary các bác nhá. Ở đây nó có cái lưu ý đặc biệt đấy các bác nhá. Psycho 3 500 EC là thuốc trừ cỏ nội hấp, trừ cỏ lá hẹp và lá rộng các bạn này, trên cây trồng cạn, tác động nội hấp chọn lọc, diệt trừ được nhiều loại cỏ ở giai đoạn tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm như là nồng vực này, mần trầu này, đuôi trồn này, mần ri, rền gai, cỏ sam, cỏ. Đối với bình 20 lít nước thì chúng ta pha 100 ml các bác nhá, cho bình 20 lít nước, phun kỹ đi chậm là ok. Chúng ta có thể phun từ 2 bình rưỡi, 3 bình cho 1000 m2. Theo em là cứ 3 bình đấy cho 1000 m2 là ok các bác nhá. Đấy, thế thì hôm nay em sẽ làm cái video này để em test nhá. Đấy, em test thì các bác sẽ thấy kết quả. Hôm nay cái video này cũng là một cái video để em test luôn cho các bác biết được là cái kết quả của thuốc nó như thế nào. Các bác cần cái siêu bám dính các bác nhá, siêu bám dính là 3 trong 1 luôn. Nó sẽ có tăng độ loang trải bám dính này, nâng cao hiệu lực này, xua đổi côn trùng này. Cái bồn 500 lít nước này các bác pha cho em một chai này các bác nhá. Giá bán công khai chỉ 30.000. Đấy. Đấy. Có cái này là nó giữ được tất cả các loại thuốc này sau khi mà phun mà không may mà gặp mưa. Đấy. Cái bác này phun thì mình cố gắng cho nó tuẻ ra hết cỡ các bác nhá là ok. Vâng. Còn phun như thế nào? Phun đến đâu là nó ướt đẫm đất đến đấy các bác nhá. Đấy, dùng 1 béc, 2 béc, 3 béc cũng được. Phun đến đâu là phải ướt đẫm cỏ đến đấy. Đấy, thì nó mới đảm bảo các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy này, nước này. Quá đậm đặc mà các bạn nhé.
mai một chúng ta sẽ ra đây, chúng ta sẽ kiểm tra nhé, nhìn xem cỏ có chết không nhé. Toàn cái cỏ khó trị các bạn, nên không làm là cũng rất là mệt mỏi đấy. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, và đây là sau 7 ngày các bác này. Sau 7 ngày em ra thì cái cỏ của chúng ta là sẽ không còn một cái dấu vết gì nữa các bạn, không còn dấu vết gì nữa. Vâng, có thể các bác có thể nhìn thấy là nó mất tích rồi nhá. Và đây, đây là cái loại cỏ mà cỏ bộ đội đấy các bác nhá, hay còn gọi là cỏ sung phong, thì đã chết tận gốc. Nói chung là tất cả các loại cỏ đã ra đi hết. Nếu em không ra nhanh là nó sẽ mất hết dấu các bác nhá. Như vậy là mình không phát hiện được. Đây là những cái xác cỏ đấy, chết tận gốc. Vâng, báo cáo với các bác như thế. Đấy, chết quá đẹp luôn. Còn lại là bây giờ mì bắt đầu tòi lên các bác nhá. Đây, mì đang bắt đầu lên. Đấy, bây giờ là khi mà mì nó lên được 5-10 phân nữa là có thể là mình phun thuốc bổ cho nó được rồi. Thì phun cái gì? Thì chúng ta có thể phun là cái chai siêu to củ các bác nhá, cái ra rễ cực mạnh nhá. Nếu các bác có điều kiện nữa thì các bác phun thêm cái gì, cái mà rong biển nữa. Đấy, để cho nó kích thích cái cây mì của mình phát triển cực mạnh, cực nhanh. Đấy các bác này, đấy, mì đang lên đấy. Đấy các bác nhá, sạch xanh xanh, chết tận gốc. Vậy các bác nhá. Đấy, thế thì phun cái gì để hiệu quả trong cái thời buổi này bây giờ thì em đã chia sẻ với các bác rồi. Phun cái giống như cái bây giờ em trao đổi trong video đấy. Đấy, chết sạch xanh xanh, khô queo. Đấy, các loại cỏ nó các bác nhá, sạch sẽ luôn. Rồi, ok các bác. Nếu các bác thấy là ok thì cho em một like đi nhá. Chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh của em nhá. Còn các bác quan tâm đến sản phẩm thì một là ra địa phương mua, còn nếu không được thì chờ em 5-7 ngày em sẽ ship tận nơi cho các bác và tư vấn cho các bác được cái sản phẩm nào ngon bổ rẻ tốt nhất hiện nay. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.